Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp rộng sâu đất nhiệm màu, trong ngày muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tỏ Như Lai nghiệp nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 748 Phật thuyết hộ tịnh kinh. Hán dịch bắt tên người dịch, trích lục nơi dịch phẩm Đại Thông Tấn. Một thuở nọ Đức Phật cùng Tôn giả A Nan trên đường du hành, gặp một cái ao lớn từ đông qua tây dài 40 dặm, từ nam qua bắc cũng dài 40 dặm, sâu 40 dặm. Trong ao có trùng hình dạng giống như con nòng nọc đen như mực. Đức Phật hỏi Tôn giả A Nan: "Ông biết loài trùng trong ao này chăng?" Tôn giả A Nan thưa: "Dạ thưa, con không biết." Đức Phật nói: "Loài trùng nơi ao này vốn là những kẻ trong 10 phương thế giới, ngày xưa cho chúng tăng ăn đồ ăn bất tịnh nên bị đọa sống nơi ao đầy những thứ nhơ thối ô uế này. Đồ ăn đồ ế tạp, trong 500 đời thọ khổ như thế mới hết. Sau đó trải qua 500 đời sinh vào loài chó đói, cũng luôn ăn đồ bất tịnh. Tiếp đến là 500 đời làm thê heo, cũng thường xuyên ăn đồ ế tạp. Rồi cũng trải qua 500 đời đọa làm loài bò hung ăn đồ dơ nhớp. Khi thoát khỏi những khổ nạn trên được làm người, thì sinh vào nhà bần cùng, áo không đủ che thân, ăn không đủ bữa. Thường ăn cơm hẩm nát mà vẫn không no. Đức Phật bảo các tỳ kheo: "Nếu các ông mà như vậy thì thọ nhận tội càng khổ vô lượng cho biên. Hãy đang dạy các tỳ kheo trong thời mạt pháp sau này không thể không cẩn thận. Tất cả chúng tăng đối với những nơi chốn dừng trú có các thứ thức ăn bất tịnh thì không được tìm đến ăn. Nếu muốn thức ăn thanh tịnh thì đúng như pháp Đắp Y Ôm Bát Thâu Diệu Oa Nghi lần lượt đến các nhà bạch y khất thực. Đó là tỳ kheo chân chánh, trừ bỏ tà mạng, đưa mạng sống đúng pháp." Đức Phật không hề nói dối, phước báo như bóng theo hình, như âm thanh vọng lại. Về thời xưa, có tỳ kheo mới chứng được quả A-la-hán cho thân, có những nối kết từ tiền nghiệp nên bị bệnh kiết lỵ. Vì ban đêm vị ấy lên nhà xí, thấy một tỳ kheo đang rên rỉ cạnh đấy. Vị A-la-hán hỏi tỳ kheo kia: "Trước đây ông vốn là người tốt, sao lại bị đọa trong hàng quỷ đói phải rên rỉ như vậy?" Tỳ kheo quỳ đói trả lời: "Tôi bị đói khát đã lâu rồi, đã qua hơn 500 năm không hề thấy một giọt nước. Định tới nhà sĩ để ăn thứ bất tịnh, nhưng có quỷ giữa nhà sĩ cầm gậy sắt để đánh tôi không cho lại gần. Tôi nhớ lúc xưa, vốn từng làm tỳ kheo, khi giữ chức tri sự cho tăng chúng, đã tráo giấu thức ăn thanh tịnh, đem thức ăn bất tịnh cho chúng tăng ăn. Vì thế ngày nay phải chịu khổ báo này, được gặp tỳ kheo, A-la-hán là bậc thiện tri thức. Vị ấy đã vì tỳ kheo ngạ quỷ này mà đốt hương chú nguyện, nhờ đó nên thoát khỏi kiếp quỷ đói, sinh lại làm người." Đức Phật nói với các tỳ kheo: "Các ông không thể không cẩn thận, tất cả đều không được xúc chạm vào thức ăn thanh tịnh của chúng tăng." Lời nói của Đức Phật không hề hư dối, phước báo như bóng theo hình, như âm thanh vọng lại. Trải qua nơi 18 địa ngục, tội phước đã hiện rõ. Ngạ quỷ này vốn từ trong loài người sinh ra, vì dùng tay không thanh tịnh xúc chạm vào đồ đựng thanh tịnh của chúng tăng, dùng tay do chạm vào thức ăn sạch của các sa môn, đem thức ăn bất tịnh đổ lộn vào thức ăn thanh tịnh của các sa môn. Vì đem đồ ăn dơ cho chúng tăng ăn nên về sau trải qua 500 đời bị đọa làm ngạ quỷ, luôn phải ăn các thứ ô uế nên mua đến nhà xí để ăn phân dơ, bị quỷ giữ nhà xí cầm gậy sắt đánh không cho lại gần. Quỷ này thì ăn các thứ máu mủ đờm dãi, mồ hôi, các loại hôi thối của những người sinh sản, lại phải trải đủ 500 đời bị đọa làm chó, heo, bò hung, cũng thường ăn phân, hôi, bất tịnh, chịu khổ báo dữ dội như thế hàng trăm ngàn kiếp không biết khi nào mới ra khỏi. Khó mà giải thoát, sự thống khổ không thể nói hết, do dùng tay bẩn chạm vào nam căn hoặc nữ căn, rồi chạm vào đồ đựng sạch của sa môn, lại xúc chạm vào thức ăn sạch của sa môn, đem thức ăn bất tịnh ấy bỏ trong thức ăn sạch của các sa môn, hoặc đem đồ ăn bất tịnh cho chúng tăng ăn. Vì vậy mà phải nhận chịu các quả báo như thế. Mắt thịt của tất cả mọi người thì không thể biết được tội phước. Từ nay về trở về sau, muốn được phước đức giúp đỡ chúng tăng làm thức ăn, phải dùng tay sạch mới được cầm nắm các vật đựng sạch của chúng tăng. Tay sạch vo gạo thì gạo mới sạch. Ai đem đồ ăn thanh tịnh cho chúng tăng dùng thì người ấy được phước nhiều vô lượng. Từ nay về sau phải y theo đấy mà làm. Mọi người nên nghe biết để phổ biến cho khắp thảy. Tất cả hàng đàn việc, tổ chức pháp hội, trai giới cúng dường đều phải thích hợp giữ trai giới thì mới được ăn, còn không thì không được ăn. Giữ trai giới một ngày thì cơm ăn ấy được phước báo về lương thực trong hơn 60 vạn đời.
không giữ trai giới mà ăn thì 60 đời bị đọa làm ngạ quỷ. Vì sao? Vì cổ tính thấy rất khó tiêu, cho nên nó thà nuốt hòn sắc nóng chứ không ăn cơm ấy. Nuốt hòn sắc nóng chịu khổ trong chốc lát, còn ăn đồ ăn bất tính thấy ấy thì chịu đại khổ muôn đời, như trong 500 vạn đời chịu khổ nơi loài quỷ đói. Nếu có chỗ nào tổ chức trai giới tất cả làm đúng như pháp thì không được lén lấy thức ăn dư đem về cho vợ con ăn. Nếu ăn thức ăn này hoặc kẹp giấu dưới nách thì về sau trải qua 500 đời luôn kẹp bánh xe sắt nóng vào dưới nách bên phải, rồi lại kẹp dưới nách bên trái. Tất cả thức ăn dùng để trai tăng không thể không cẩn thận. Mỗi một hạt gạo để biến thành một hòn sắt nóng. Tất cả các bậc hiền giả thiết bày trai hội để tạo phước. Thức ăn mà nếm trước đều trở thành thức ăn dư. Nếu làm trai hội như vậy, chỉ bằng đừng làm. Vì sao? Vì chư thiên không hoan hỷ, quỷ thần không vui. Người nào nếm trước thức ăn cũng trải qua 500 đời đọa làm quỷ đói. Từ nay về sau muốn được phước thì nên đúng như pháp mà làm trai hội, như vậy mới được phước đức. Chư thiên hoan hỷ, trăm thần vui vẻ, trời thần ủng hộ. Kinh không nói điều hư vọng, phước báo giống như hình với bóng, như âm thanh vọng lại.